Xin chào các bạn, hôm nay thì Huế đến Smay Spa tại địa chỉ là Golden Mart 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Hôm nay thì ở Smay Spa thì Huế sẽ cho các chị có một cái trải nghiệm thực tế khi mà các khách hàng đã sử dụng những cái bộ sản phẩm như là vàng lá, Velai hay tất cả những cái bộ sản phẩm của hãng December. Đây là một trong những cái spa mà rất là nổi tiếng ở tại Hà Nội, đang phân phối cũng như là đang trị liệu cho các khách hàng ở tại spa cái bộ sản phẩm này. Và những cái bộ sản phẩm này thì hôm nay Huế sẽ hướng dẫn cho các bạn từng những cái cách cũng như là từng những cái trải nghiệm cho các khách hàng cụ thể, để cho các chị thấy cái sự biến đổi sau khi mà khách hàng đã trải nghiệm tại spa cái bộ sản phẩm này thì cái sự thay đổi của khách hàng sẽ diễn ra như thế nào. Và trực tiếp trên từng khách hàng, chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi cái quá trình mà Huế sẽ cho từng khách hàng trải nghiệm ở tại Smay Spa nhé. Ở đây là một vị khách hàng mà thân thiết của bên Smay Spa ở tại Hà Nội. Và đây là một vị khách hàng rất là trung thành với những cái sản phẩm của dòng December. Chị Tú thì năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng mà chị đã có hơn một năm được chăm sóc cũng như là được trải nghiệm những cái sản phẩm của dòng December và chị rất là hài lòng. Ngày hôm nay thì Tú tiếp tục quay lại với Smay Spa và tiếp tục là sẽ trải nghiệm thêm những cái liệu trình ở tại Smay Spa. Nhưng mà đang chờ xem là Huế tư vấn xem là tiếp theo, những cái liệu trình tiếp theo mà chị Tú muốn trải nghiệm phù hợp với gương mặt của mình sẽ là cái sản phẩm gì. Thì ngay bây giờ thì Huế sẽ cho các chị sẽ trực tiếp là nói chuyện và chia sẻ những cái cảm nhận của chị Tú khi mà trải nghiệm những cái liệu trình trước đây tại Smay Spa với cái dòng sản phẩm của December. Xin chào chị Tú. Hôm nay thì rất là may mắn là Huế đến đây vào thời điểm này và được gặp chị. Chắc là giờ này thì chị vừa mới đi làm về đúng không? Chị Tú có thể chia sẻ cho Huế biết được là cái cảm nhận của mình và những cái liệu trình mà chị Tú đã trải nghiệm bởi cái dòng sản phẩm December tại Smay Spa. Mình thì đã được trải nghiệm rất là nói chung là mình cảm thấy rất là vui khi mình được là một khách hàng của Smay Spa. Thứ nhất, tại thứ hai là mình khi tìm hiểu được đến Smay Spa và được Smay Spa giới thiệu cho mình, thì vừa rồi là mình có trải nghiệm thêm cái bộ phi kim và cũng qua bốn lần làm thì mình cũng cảm thấy là cái da của mình cải thiện tương đối tốt đấy. Thứ nhất là vậy, thứ hai là cũng cải thiện được về cái phần nám này, rồi thì da thì cũng thấy rất là săn chắc hơn rất nhiều. Nhưng mà mình vẫn chưa bằng lòng lắm, thì là thấy cái khuôn mặt của mình mình muốn là nó được Velai hơn một chút. Thế thì bây giờ hiện tại giờ mình rất muốn là qua Smay Spa tư vấn cho mình nên dùng thêm những cái sản phẩm gì để cho cái khuôn mặt mình được hoàn hảo. Rất là cảm ơn cái sự cảm nhận cũng như là chia sẻ rất là thật từ chị Tú, khách hàng của Smay Spa và đã trải nghiệm dòng sản phẩm December. Thì Huế tư vấn một chút, bởi vì là với cái gương mặt của chị Tú thì so với độ tuổi mà hơn 40 thì chị Tú rất là trẻ so với tuổi rồi. Thế nhưng mà trên gương mặt của chị thì có một cái điểm là bởi vì là do là cái phần mà nọc cằm đã bắt đầu xuất hiện ở trên gương mặt. Và hai nữa là một số những cái nếp nhăn, ví dụ như là phần khi mà chị Tú cười á thì những cái vết chân chim hay là những cái nếp nhăn tĩnh, nếp nhăn động nó đã xuất hiện ở trên cái vùng đuôi mắt, rồi là cái phần trán. Và Huế thấy rằng là cái phần mà rãnh cười đây thì đã bắt đầu là thấy có những cái khía, tức là những cái nếp nhăn nó đã rõ ở cái phần nếp nhăn tĩnh và phần rãnh cười. Thì với gương mặt này của chị Tú, để thực sự là cái dòng sản phẩm December nó sẽ có thể cải thiện được cho chị hoàn toàn luôn, Huế có thể khẳng định là cải thiện hoàn toàn cái gương mặt này và giúp cho chị trẻ thêm được tầm khoảng 5 đến 7 tuổi nữa sau tầm khoảng 14 lần làm cái sản phẩm này. Thì chỉ sau 2 tháng nữa thôi, chắc chắn là chị Tú sẽ trẻ hơn được 5 đến 7 tuổi với cái bộ Velai. Em cho chị mượn cái bộ Velai của dòng sản phẩm December. Cái bộ sản phẩm Velai này nếu như chị làm nhá, thì ngay trong lần đầu tiên chút nữa thì em sẽ cho chị vào và chuyên viên bên em sẽ test cho chị. Ngay trong lần đầu tiên là chị sẽ thấy là cái phần nếp nhăn này nó sẽ cải thiện ngay lập tức. Cái thứ hai nữa là những cái phần ví dụ như nọng cằm này, em sẽ cho chị test một nửa mặt và Huế sẽ cho chị test, thì chị sẽ thấy rằng là cái phần nửa mặt này của mình nó sẽ thon gọn ngay lập tức trong lần đầu tiên sử dụng Velai. Đó, đấy là cái khẳng định của em Huế. Cái thứ hai nữa là khi mà chị làm kết thúc một cái liệu trình Velai 14 ngày ở tại Smay Spa thì chắc chắn là chị Tú sẽ trẻ hóa được toàn bộ cái vùng da mặt của mình. Đây là một bộ sản phẩm nguyên nhé, Velai nguyên của Smay Spa, và chút nữa thì chị Tú sẽ thực hiện những cái bước đầu tiên và chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái hành trình mà chinh phục sắc đẹp của chị Tú khi mà trải nghiệm thêm cái bộ sản phẩm Velai ngay sau khi mà chị Tú sử dụng bộ sản phẩm Vi Kim của December ở tại Smay Spa.
các quý khách hàng hãy chụp cùng Huế và chị Tú trải nghiệm tiếp bộ sản phẩm V-Line này để lấy lại cái sắc đẹp và tuổi trẻ của chị Tú. Huế khẳng định nếu như chị Tú sau bộ V-Line này mà không trẻ hơn được 5 tuổi hay là không thay đổi gì những cái phần nếp nhăn ở trên gương mặt thì chắc chắn là Huế sẽ hoàn tiền lại cho quý khách hàng và chị Tú đây nha chị nha. Em mời chị Tú vào phòng kỹ thuật và các bạn kỹ thuật viên của bên May Spa sẽ thực hiện cái liệu trình trẻ hóa bằng cái bộ sản phẩm V-Line cho chị Tú ngay bây giờ. Và chúng ta hãy theo dõi cái quy trình làm bộ V-Line này tại spa. Chúng ta sẽ theo vào phòng kỹ thuật của bên Huế và chị Tú nha. Xin chào các quý khách hàng, và bây giờ thì khách hàng chị Tú đã đang trong cái phòng trị liệu của May Spa để bắt đầu chuẩn bị thực hiện cái quá trình biến đổi gương mặt của chị Tú từ cái gương mặt mà bầu bĩnh thì tạo thành cái gương mặt V-Line và xóa toàn bộ những cái nếp nhăn ở trên gương mặt của Tú. Thì ngay bây giờ thì Huế sẽ cho kỹ thuật viên của May Spa sẽ làm thực hiện trên một nửa gương mặt của chị Tú để cho các quý khách hàng chúng ta có thể thấy rõ được cái sự thay đổi của chị Tú khi mà làm nửa gương mặt bằng cái liệu trình V-Line thì sẽ thay đổi ngay lần đầu tiên sử dụng như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu qua các bước. Đầu tiên là kỹ thuật viên sẽ làm sạch mặt, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quá trình mà thực hiện nâng cơ và xóa nhăn mặt bằng phương pháp V-Line. Sau khi làm sạch mặt xong thì kỹ thuật viên của May Spa sẽ massage vùng mặt bằng cái gel vàng 24K ở trong bộ đây, trong cái bộ V-Line này. Cái chai này là trong cái bộ V-Line thì chúng ta sẽ bước 1 là chúng ta sẽ massage bằng gel này. Cái chai gel vàng này nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ giúp thẩm thấu những cái video rồi là những cái dưỡng chất ở trong cái vàng lá với chiết xuất 100% lô hội Úc. Đấy, thành phần lô hội Úc 100% sẽ làm cho cái vùng da của quý khách hàng nó sẽ có cái sự cải thiện rất là hiệu quả. Và cái quá trình này chúng ta sẽ làm trong tầm khoảng 10 phút. Khi mà làm thì chúng ta sẽ giữ cố định một bên tay ở phía trên. Và còn lại thì cái phần tay khác thì chúng ta sẽ dùng chổi để chúng ta đưa lên những cái vùng da mặt khác. Đặc biệt là chúng ta sẽ làm bằng cái cách là chúng ta sẽ lấy toàn bộ những cái nọng cằm ở phía dưới vuốt ngược lên trên. Đó. Rồi là những cái rãnh cười, những cái vùng mà nếp nhăn ở quanh vùng mắt, chúng ta sẽ vuốt ngược lên trên theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Nếu như ở cái phần nếp nhăn ở phần mà hai cái bên râu rồng ở cái phần miệng của chúng ta thì chúng ta sẽ vuốt theo cái chiều mà xuôi lên trên phần thái dương. Sau khi mà chúng ta sẽ vuốt tầm khoảng 10 phút thì cái gel đã bắt đầu khô ở trên bề mặt của quý khách hàng, thì chúng ta sẽ chuyển sang, kỹ thuật viên sẽ làm đến cái bước thứ hai, đó là cái bước định hình. Và cái bước này là bước quan trọng nhất, nó sẽ quyết định toàn bộ những cái phần cơ ở trên bề mặt được co lại nhanh như thế nào, và nó sẽ quyết định toàn bộ những cái nếp nhăn nó sẽ được căng lên như thế nào. Thì chúng ta sẽ làm theo cái đường zigzag từ dưới lên trên. Đó, ta sẽ hướng theo cái chiều như vậy. Khi mà làm thì chúng ta sẽ phải giữ cố định tay kéo lên ở cái phần gò má cố định, và chúng ta cũng sẽ làm các bước vuốt giống như là lúc đầu gel, là chúng ta làm một bước gel vàng. Thì cái chất keo này nó sẽ kết dính toàn bộ những cái sợi collagen và nó sẽ tăng cái độ đàn hồi trên da, giúp cho cái vùng da nó sẽ căng lên và những cái nếp nhăn nó sẽ được xóa đầy. Đây là ở May Spa thì hôm nay thì Huế sẽ cho kỹ thuật viên test nửa mặt cho chị Tú để giúp cho quý khách hàng có thể nhìn thấy rõ cái sự cải thiện của chị Tú khi mà làm nửa mặt so với nửa mặt bên còn lại, thì cái sự so sánh nó sẽ rất là dễ khi mà quý khách hàng thực hiện. Cái bước này thì chúng ta sẽ thực hiện trong vòng khoảng 10 phút để cố định lại toàn bộ những cái vùng phần nếp nhăn ở trên gương mặt của quý khách hàng. Thì bây giờ là quý khách hàng sẽ thấy là cái vùng da của chúng ta nó đã săn chắc hơn và nó có cái độ keo dính và đàn hồi rất là tốt. Thì bây giờ kỹ thuật viên sẽ kết thúc cái quá trình mà nâng cơ bằng cái sợi chỉ vàng này. Bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ bôi lại một chút cái gel vàng này và massage để cho cái vùng chỉ nano nó sẽ thẩm thấu vào sâu trong da hơn. Massage một chút thôi.
sau khi massage bằng cái gel vàng 24K này xong thì đến bước cuối cùng là chúng ta sẽ cho khách hàng sử dụng cái mặt nạ để định hình khuôn mặt. Đây, cái chai mặt nạ định hình khuôn mặt đây, 500g. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái chổi như thế này để giúp lấy được cái sản phẩm một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ chờ kỹ thuật viên đang trộn cái mặt nạ để định hình gương mặt. Máy quay có thể quay sát một chút vào cái vùng da của quý khách hàng. Ngoài cái việc mà nâng cơ, trẻ hóa và xóa nhăn thì cái sản phẩm, cái bộ sản phẩm Belite nó còn có một cái tác dụng là hỗ trợ điều trị trong quá trình da của khách hàng bị nám hoặc là bị thâm sau mụn rất là hiệu quả. Đó. Chúng ta sẽ lấy một chút nước để chúng ta sẽ làm cho cái mặt nạ này nó keo, tạo thành chiếc keo dính và nó định hình lại được cái phần mà đã xử lý kỹ thuật trước đây ở các bước tiếp theo. Ở cái bước này thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 15 phút để cho mặt nạ nó sẽ định hình lại toàn bộ những cái phần kết cấu của cái chỉ vàng nano và cái gel vàng trước đó ở trên cái gương mặt của quý khách hàng. Sau khi để nguyên tầm khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ bóc cái mặt nạ này ra. Sau 15 phút thì bây giờ hiện tại thì mặt nạ đã khô rồi và bây giờ kỹ thuật viên của May Spa sẽ bóc cái mặt nạ này ra. Bởi vì là cái chỉ nano vàng thì nó sẽ tạo thành cái chất keo để làm co cái cơ da và độ đàn hồi, tăng cái độ đàn hồi cũng như là độ săn chắc của da. Cái mặt nạ này thì nó có một cái tác dụng là nó sẽ làm cho cái da của chúng ta nó sẽ có cái độ đàn hồi tốt hơn và nó không bị chảy xệ xuống như thế nào. Chúng ta sẽ xem nhé. Sau khi chị Tú làm cái liệu trình V-Line một nửa mặt thì bây giờ thì chị Tú đã kết thúc một cái liệu trình V-Line một nửa, thì kỹ thuật viên của May Spa đã thực hiện xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh xem cái gương mặt của chị Tú bên này là bên vừa mới thực hiện, và so với cái bên này thì chúng ta sẽ, các quý khách hàng có thể nhìn thấy là rõ, ở bên ngoài thì nhìn rất là rõ cái sự thay đổi của chị Tú. Hai bên, một bên thì co lên và có cái độ săn chắc ở trên phần da này, khi mà chúng ta chạm vào thì cái độ đàn hồi rất là tốt, rất là căng. Còn bên này thì khi mà ấn vào thì cái vùng da nó có cái độ đàn hồi kém hơn, nó lõm, nó mềm hơn và nó lõm hơn rất là nhiều. Nhưng bên này nó rất là căng. Đó. Và đây, chúng ta có thể nhìn thấy là bên phần cằm bên này so với bên này. Đó, đặc biệt là cái vùng da của bên này của chị Tú bây giờ đã sáng hơn rất là nhiều so với bên này rồi. Bởi vì ngoài cái tác dụng mà nâng cơ, xóa nhăn và trẻ hóa da thì cái sản phẩm này hỗ trợ điều trị nám và thâm sau mụn rất tốt. Đó. Rồi ok. Bây giờ thì đã kết thúc một cái buổi trải nghiệm của quý khách hàng về bộ V-Line, và bây giờ thì chị Tú tiếp tục nằm xuống để kỹ thuật viên của May Spa sẽ tiếp tục làm tiếp phần bên nửa mặt còn lại cho chị Tú.